Lena Lê Ngọc xin thân mến kính chào quý vị đang xem đài TV BYN 57.3. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Ngọc rất vui được trở lại với quý vị và xin được giới thiệu cùng với quý vị hai luật sư đến từ văn phòng Law Office of Jimmy Nguyễn Bowden, đó là anh Jimmy, và luật sư Danny Duy Võ đến từ công ty Santa Lawyers Company. Xin mời anh Danny gửi lời chào đến quý vị. Trước tiên, tôi là luật sư Danny Duy Võ. Tôi gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang xem đài, cũng như chào anh Jimmy. Jimmy và chào Lena. Dạ, chào anh. Xin chào Lena. Dạ, chào anh Jimmy. Cảm ơn hai anh đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, anh Jimmy với anh Danny là hai luật sư từ hai tiểu bang khác nhau, nhưng mà hôm nay đến đây để ra mắt với quý vị, để giới thiệu với quý vị những dịch vụ mà hai công ty này sẽ hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam, của chúng ta. Xin lỗi quý vị. Và trước hết có lẽ là Lê Ngọc xin mời anh Danny nói sơ lược về những cái dịch vụ của anh và về công ty của anh. Trước tiên một lần nữa cảm ơn Lena đã hỏi tôi câu hỏi chào khán giả đang xem đài BYVN TV. Thì tôi là luật sư Danny Duy Võ, đã hành nghề trên 15 năm. Hôm nay tôi rất là vui khi có mặt tại trường quay này cùng với người đồng nghiệp Jimmy Nguyễn và cái câu hỏi rất là xinh đẹp dễ thương Lena. Cảm ơn anh. Thì tôi mong rằng là những dịch vụ hợp tác cùng với các người đồng nghiệp Jimmy tại thành phố Houston, Texas về những dịch vụ di trú, dịch vụ về thương mại quốc tế, về những cái tranh chấp trong hợp đồng mà những công ty đa quốc gia có cái sự kinh doanh làm ăn tại thị trường Hoa Kỳ và Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì tới anh Jimmy. Would you like to introduce yourself and your company to the audience? Yes, cảm ơn Lena. Yeah, and also, cảm ơn BYN Network. Tôi là Jimmy Nguyễn Bowden. I'm an attorney licensed here in Texas and also in Oklahoma. My office is located here in Bel Air Boulevard, and we provide a wide range of services to our clients in the areas of personal injury, also bankruptcy, family law, and the area that we also are mainly focused in is immigration. And we're very pleased to be working also with Danny's office to offer our services to the community. Cảm ơn anh. Anh có thể nói bằng tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu không? Hay là em cần phải dịch? Should I translate it or can you speak it in Vietnamese a little bit? Probably be best if you translate. Sure. Because my Vietnamese is not so fluent. Dạ vâng, thank you. Kính thưa quý vị, anh Jimmy vừa mới nói là văn phòng luật sư của anh Jimmy thì có những service như là bankruptcy, tức là về luật phá sản, luật về tai nạn xe cộ, rồi luật về di trú, luật gia đình, luật hình sự, vân vân. Và cũng có những trường hợp như là về di trú thì có các em làm chữ international student, tức là giấy tờ để cho các em đi qua từ Việt Nam mà sang Hoa Kỳ để du học, hoặc là về cho gia đình chẳng hạn để đi qua với những thẻ xanh, hoặc là di trú là những người đã ở đây rồi và cách làm để trở thành quốc tịch, vào quốc tịch của Hoa Kỳ, vân vân. Tự nhiên khi mà em dịch em lại nói không có gọn gàng. Cho để Lena hỏi anh Jimmy một câu này, vì ở trong tên của anh Jimmy thì có chữ Nguyễn nữa, để xem anh có biết tiếng Việt hay không nha quý vị. Anh Jimmy, I saw that your name has the Nguyễn in there. Like your middle name has Nguyễn, so are you 100% Vietnamese? Yes, I'm Vietnamese. Right now, my Vietnamese, I'm trying to improve that. So I am planning to take some Vietnamese language classes in the fall, and hopefully that will help me a lot to improve. And also, my office, we do have my office manager Mandy and an assistant there who speak fluent Vietnamese, so that if people have any questions, they can feel confident and comfortable to contact my office to speak in either Vietnamese or English. Very nice, thank you. And so, anh Jimmy là người Việt Nam, mặc dù nói tiếng Việt Nam chưa có giỏi lắm, nhưng mà anh sẽ đi học tiếng Việt vào mùa fall, mùa thu sắp tới, để có thể nói chuyện với quý vị nhiều hơn bằng tiếng Việt. Nhưng hiện tại thì ở trong văn phòng cũng có những người nhân viên nói tiếng Việt rất là rõ, có thể nói chuyện để mà giúp cho quý vị trong những công việc gì mà quý vị cần. Nên quý vị đừng ngần ngại để gọi vào công ty của anh.
Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc là cần những service của công ty mà quý vị không nói được tiếng Anh thì quý vị đừng ngần ngại, bởi vì các anh chị ở trong văn phòng có nói tiếng Việt với quý vị được. Dạ vâng, thank you anh. Em just translated to the audience whatever you said. So anh Jenny, what make you come to Houston? Em biết là anh originally anh from California. Yeah. Thì Houston cũng là thành phố rất là xinh đẹp, cũng như là cô Lena vừa nói là cộng đồng người Việt Nam mình tại Houston rất là thân thiện. Yeah, thì right. Hôm nay cũng người quý đồng nghiệp Jimmy Nguyễn mong muốn là đem những dịch vụ tốt nhất của mình giữa hai văn phòng cũng như là sự cộng tác phối hợp lâu dài với nhau đến với cộng đồng người Việt của chúng ta về những lĩnh vực di trú cũng như là thương mại. Thank you anh. So anh Jimmy, Emily, em cũng biết là anh originally from Oklahoma, right? And so how long have you been in Houston? I've been in Houston for about 2.5 years. Mm-hmm. And I was working down here in Houston, traveling back and forth from Oklahoma City, mm-hmm. and I really fell in love with Houston, and especially the Vietnamese community. Mm-hmm. And I really wanted to help the Vietnamese community. I've been doing that up in Oklahoma City for over 15 years, mm-hmm. and I just thought it would be a great opportunity for me to come down here to open my practice, mm-hmm. and also to help the community, and also to get in touch with my Vietnamese roots also. Mm-hmm. Wow, very yeah. nice, and yeah, welcome nice. To Houston, even though it's like almost 3 years, but I'm glad to introduce you to the audience today. Kính thưa quý vị, anh Jimmy vừa mới nói là anh đến từ Oklahoma và anh cũng đã có văn phòng và làm việc ở Houston được hơn 2 năm nay. Và anh rất thích khi mà anh đến Houston thì người dân ở đây thân thiện. Anh thích ở Houston và thích phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Houston. Và anh Jimmy cũng nói một lý do nữa, đó là anh muốn được gần gũi với người Việt Nam hơn, bởi vì anh cũng là người Việt Nam. Cho nên nếu mà quý vị có những nhu cầu gì mà về di trú, về tai nạn xe cộ, về bankruptcy, những luật phá sản v.v. Nói chung là những luật về hình sự gia đình tất cả, thì ở văn phòng của anh Jimmy sẽ giúp cho quý vị. Quý vị đừng ngần ngại để liên lạc với văn phòng của anh. Anh Jimmy, anh nói là văn phòng của anh, your office is located on Bel Air, but what is specifically, like where it is? It's 11415 Bel Air mm-hmm. Boulevard, Suite H. And we're between Kirkwood mm-hmm. and very close to, I think between Kirkwood and also, I believe, Boone. And we're across from the really big statue okay. of the soldiers. Oh, okay. Kính thưa quý vị, văn phòng của luật sư Jimmy Nguyễn Bowden là nằm ở giữa, nằm trên đường Bel Air và ở giữa đường Kirkwood và đường Boone. Nằm phía bên kia có tượng đài Việt Mỹ, thì có lẽ là cộng đồng chúng ta rất quen thuộc với khu tượng đài Việt Mỹ. Trong trong khu đó thì có nhà Việt, có chợ Tân Bình v.v. Thì văn phòng của anh Jimmy nằm đối diện với cái tượng đài Việt Mỹ, rất là gần trong cộng đồng Việt Nam của mình, nên thật là thuận tiện cho quý vị khi mà quý vị cần đến để gặp anh hoặc là những người nhân viên trong văn phòng. Xin quý vị đừng ngần ngại gọi đến văn phòng để mà anh Jimmy có cơ hội để được tiếp xúc với quý vị và cũng như để phục vụ cho quý vị. Trở lại với anh Jenny, thì ở bên Cali là văn phòng của anh ở nằm thuộc thành phố nào vậy anh? Ừ, thành phố là một thành phố thuộc về biển của miền Nam California, là thành phố San Diego, uh-huh. nơi cũng chắc là Lena cũng như Jimmy nghĩ là có một cái trạm Navy của quân đội Hoa Kỳ dạ, tại em đó. Có đến đó. Dạ, như vậy. Thì chúng tôi hôm nay cũng đến thành phố Houston, thì cũng rất là vui để cũng hòa nhập vô cái sự phát triển của cộng đồng người Việt mình tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì trong tương lai chắc là anh sẽ đến Houston thường hơn để mà gặp anh Jimmy với lại gặp quý vị ở đây phải không ạ? Đúng rồi. Hiện nay chúng tôi thuộc đang phục vụ nhiều khách hàng và họ có cái sự hướng tới cái sự đầu tư và di trú tại thành phố Houston, Texas, và vì những người bạn đồng nghiệp Jimmy sẽ làm rất là nhiều để hướng tới những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. So basically là between the two of you, you're gonna serve more into like, the main focus is for immigration. Yeah, we do the immigration, business immigration for the inter-trained company, for the employee doing business between the countries. For employee, which means that if we have foreign employees over here, yeah. you help them to get the green card through their company as well? Yeah, that's correct. Oh, okay. And more focus, like if people from Houston or from California, Oklahoma, or what if they from another state, can you
are you authorized to represent them as well at the federal court? Yeah, like, we do believe we can do that, right, Jimmy? Yes, yes, okay. We're licensed in the federal court, so we can handle cases for people no matter which state they're in. That's correct. Very nice. How about people? I've known that there's some foreigners, they came from different countries, such as Vietnam or Australia, for example. They are here in the America, in America, but they seek, like, they're looking for service. Maybe they can focus in on investment, for example, to be a U.S. resident through EB-5 visa, for example. So are you in charge of that as well? Yeah, we do believe we're partnership together. We'll be the best service to the last lion. Mm-hmm. And they hopefully they will enjoy with our service. Jimmy will be the best. Yeah, we can help them with that. If they're interested in investing in a business here, or maybe, you know, so that they can get their residency with the EB-5, then definitely we can help them with that. So they can contact us, and we'd be happy to help them. Yeah, we're happy to do that for you. Very nice. Thank you. Kính thưa quý vị, anh Jimmy và anh Danny vừa mới nói là nếu như quý vị có thân nhân mà đang ở trong nước Mỹ, đang ở hiện tại đang ở Hoa Kỳ, nhưng mà đi qua đây diện du lịch chẳng hạn, hoặc là những người mà đi làm through cái công ty nhưng chưa phải là US resident, chưa phải là thường trú nhân của Hoa Kỳ, thì công ty Santa Lawyers và the law office of anh Jimmy Nguyễn Bowden sẽ có thể giúp cho quý vị để có những cái thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ, cũng như là quý vị muốn invest, là những người du lịch đang ở Hoa Kỳ mà muốn invest để có được thường trú nhân ở Hoa Kỳ, thì công ty luật sư của hai anh cũng giúp cho quý vị. Để Lena hỏi các anh một câu nữa, đó là what if they are from their original country, for example, if people from Vietnam, and they look for that service if they want to come here by L1 visa or L1, L2 or EB-5 visa, do you help them as well, or they have to be in the U.S.? But Jimmy, I'm first. Yes, well, definitely we can help them if they're overseas in Vietnam. They can contact Danny's office over there, and then we can help them from that side. Or if they happen to be in the United States, then they can contact us over here. But we work together on their cases. Okay, so they can also email you directly too, right? So, bây giờ thì mình có internet rất là thuận tiện, quý vị, from another countries around the world, mình có thể nói chuyện với nhau qua Viber, qua Tango hoặc là qua internet. Thì nếu mà quý vị có những thân nhân không có đang ở Hoa Kỳ mà có những cái nhu cầu cần làm về di trú, có những nhu cầu về di trú, chẳng hạn quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Jimmy và anh Danny qua email hoặc là qua điện thoại v.v. Nhất là văn phòng của anh Jimmy ở Houston thì có những nhân viên là người Việt Nam. Nếu mà quý vị cần thì cứ liên lạc trực tiếp với văn phòng, hoặc là quý vị có thể liên lạc với anh Jenny hoặc là anh Jimmy, anh nào cũng được, tùy theo quý vị đang ở đâu và tùy tiểu bang. Nhưng mà sự phục vụ của các anh này, những cái service của hai luật sư thì không giới hạn ở Texas hay là Oklahoma hoặc là ở California, mà quý vị ở trên toàn nước Mỹ có thể liên lạc, hoặc là ở ngoài nước Mỹ cũng vậy. Thì Lê Ngọc cảm thấy đối với em thì em thấy bây giờ cũng có nhiều khách hàng họ đang ở Hoa Kỳ là khách hàng của em về thuế thôi, nhưng mà they có những cái investment ở đây already, but they look forward để mà có US để trở thành US resident. Thì hopefully in the future we can work together and help more, we provide more service for our clients. Okay, chắc chắn anh chị Jimmy. Tôi bắt đầu Jimmy đồng ý như vậy, cô Lena. Dạ vâng, và em cũng chúc mừng cho sự hợp tác của hai văn phòng, của hai luật sư. Hy vọng là trong tương lai mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Để mà, but anytime khi mà các anh mà có khách hàng mà cần những cái dịch vụ về thuế chẳng hạn, like for your clients, if they need service about tax, I would be happy to help too. We can work together on that as well. Oh yeah, chắc chắn tôi và người đồng nghiệp của Jimmy thì chỉ là phần phụ trách về pháp lý, legal. Còn Kulina là tuyệt vời về những đường thuế, mà audit cũng như là kiểm toán, mà bất kỳ công ty nào, tôi nghĩ là bất kỳ công ty nào cũng phải cần như thế. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, Lê Ngọc cũng rất vui là bởi vì mỗi ngày thì mình có thêm các anh chị mà cũng muốn contribute, muốn làm việc và phục vụ cho cộng đồng Houston của chúng ta. Và Lê Ngọc vui vì được có dịp làm việc với các anh chị và được giới thiệu các anh chị đến với quý vị. Thì hy vọng là
Quý vị sau này khi đến với Lê Ngọc để Lê Ngọc có thể giúp về thuế, thì ngoài ra Lê Ngọc có thể hướng dẫn hoặc là để giới thiệu quý vị đến văn phòng của anh luật sư Jimmy hoặc là anh Jenny để có thể giúp thêm quý vị về di trú, về những dịch vụ khác liên quan đến luật của Hoa Kỳ. Rất là vui và rất mong được sự đón nhận của quý vị. Anh Jimmy, I know it's a challenge for you to speak Vietnamese with the clients, but so over here, since your business over here is almost 3 years in Houston, have you ever speak Vietnamese with your clients directly, or you always need a translator? No, occasionally I can speak with them. It just depends. So you just feel shy. Case by case, step by step. Yeah. Exactly. Yeah. So how do you feel to work with Vietnamese people here? Oh, I love working with the Vietnamese people. I mean, they're my people. So I've worked with them, like I said, like over 15 years in Oklahoma City in the Vietnamese community. My office up there was located right in the middle of the Vietnamese community. So I enjoy it very much. That's very nice. As an attorney, do you have any suggestion for people, like before they come to your office, for example, any suggestion for them in order to protect themselves from getting away from trouble, for example? Because for me, for tax, like before we file tax, we need people to prepare, like collect all of the documents before, like prior to the meeting, so we can save time when we meet. And for you, like before they come to the office, what is you suggest them? I would just recommend the same thing, that definitely, you know, for them, whatever questions they have, that they have paperwork, bring everything that they have in their file, and then make copies, and then that way we can go through the file much quicker that way, as long as they're prepared, and then that makes it a lot easier on our end. Very nice. Kính thưa quý vị, như vậy thì cũng giống như những lời mà Lena hay gửi đến quý vị, đó là trước khi quý vị đến với văn phòng luật sư thì quý vị cũng nên collect all of the paperwork. Những cái gì mà mình liên quan tới cái hồ sơ của mình thì quý vị nên chuẩn bị đầy đủ trước khi đến với văn phòng. Thì hôm nay một lần nữa Lê Ngọc xin cảm ơn quý vị đã xem chương trình phỏng vấn hội thoại ngày hôm nay, và rất mong là được gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Nhưng mà trước khi rời màn hình thì Lệnh Học xin được mời anh Jenny có vài lời gửi đến quý vị. Một lần nữa thì cảm ơn cô Lena đã hot buổi hội thoại hôm nay cùng những người đồng nghiệp Jimmy Nguyễn của chúng tôi. Thì một lần nữa cảm ơn các khán giả đã đang lắng nghe cái buổi talk show này, và cảm ơn mọi người đang sử dụng dịch vụ của văn phòng Jimmy và Danny như vậy, và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ vâng, cảm ơn anh Jimmy. We gonna have to end the show soon because the time limited. So would you like to say anything to the audience? Oh, I would just like to thank everybody for their time and let them know that they're most welcome to contact our offices for any legal questions they have regarding immigration or any other types of cases. We were here to help them, and we'll do our best for them. Thank you. Dạ, kính thưa quý vị, Lê Ngọc cũng xin thay mặt cho các anh luật sư ngày hôm nay để xin gửi lời cảm ơn đến quý vị, và cảm ơn quý vị đã xem chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt.